bà con chúng ta đang trăn trở mà muốn trồng một cái cây nhãn cho gia đình của mình để vừa đẹp và vừa có trái để ăn ngon, thì hôm nay Hằng Anh sẽ chia sẻ với bà con chúng ta về cái top 3 loại nhãn trồng sinh thái rất là ngon và rất là đẹp. Và trong đó có một cái loại giống nhãn mới. Đầu tiên thì trước mặt quý bà con chúng ta đây là những cái chùm bông có hơi điểm tuyết, điểm màu tím. Đây là cây nhãn tím nha quý bà con nha, mà cụ thể đây là nhãn. Dạ, cụ thể đây chính là nhãn long tím nha quý bà con nha. Nhãn long tím sẽ mang cái hương vị của cái nhãn long hồi xưa, nó sẽ thơm, tuy nhiên là cái thơm đó là cũng cơm mỏng và nhiều nước. Tuy nhiên thì ăn cái nhãn long tím này cũng rất là đã, và con ngọt rất là đậm. Thì bên cạnh nhãn tím, long tím thì anh sẽ có thêm nhãn xuồng tím. Nhãn xuồng tím thì cái cơm của nó sẽ giống nhãn xuồng. Và anh Quy quay giùm em cái lọc màu đỏ của nó đó. Khi bà con chúng ta trồng sinh thái, trồng ra được những cây nhãn nó có cái lọc như thế này, có phải rất là đã không ạ? Rất là ok. Và rõ ràng là những cái cây nhãn này nó rất là dễ bông đó, bà con thấy là nó bông ra rất là nhiều và gần như là ra bông quanh năm, cũng không có phun xịt gì hết, nó ra bông, nó ra tược liên tục quý bà con. Thì nếu bà con chúng ta trồng sinh thái cho vui ở trong nhà của mình đó, thì bà con chúng ta có thể đến với ba loại nhãn. Đầu tiên là nhãn long tím, thứ hai là nhãn xuồng tím, và cái thứ ba là cái giống nhãn mới có xuất xứ từ Chợ Lách Bến Tre, đó là nhãn long Phụng Châu. Cái loại này thì cũng rất là dễ ra bông, dễ ra trái, nó không có màu tím, nó có màu xanh nha, nhưng mà cái cơm nó dày. Và cái đặc biệt là cái cơm của cái nhãn long Phụng Châu á, thì nó sẽ là cái gì bà con, nó sẽ thơm cái mùi nhãn long hồi xưa, nhưng được cái là cơm nó rất là dày bà con, và nó ráo cơm rất là dày luôn, nên là Hoàng Anh xếp nó vào vừa là cây kinh tế vừa là cây sinh thái, rất là phù hợp để trồng trong cái gia đình, trong cái khuôn viên nhà của mình. Vậy thì nếu mà bên cạnh những cái cây xoài để chúng ta làm cây sinh thái, chúng ta làm cây bóng mát, thì cây nhãn cũng là một cây rất là dễ thương như vậy, rất là dễ trái. Chùm nhãn tím mà nó ra rồi ha, là bà con nhìn thấy rất là cưng. Và cái màu đỏ tím của những cái lọc của nó thì cũng không thể nào mà làm chúng ta không bị thu hút, đúng không quý bà con? Vậy nếu bà con chúng ta đã thích cây nhãn, thích hương vị nhãn, thích cái bông nhãn, thích cái chùm nhãn, thích sự xum xuê của nhãn, thì nếu mà trồng sinh thái thì bà con chúng ta hãy đến với Dùng Hoàng Anh là nhãn long tím, nhãn xuồng tím và nhãn long Phụng Châu giúp Dùng Hoàng Anh nha. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo.